Salon Media xin kính chào các bạn. Hiện tại trên tay mình đây đang là chiếc tai nghe đến từ thương hiệu Sabat có tên gọi là Sabat M12. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối cũng như sử dụng chiếc tai nghe này nhé. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối chiếc tai nghe với thiết bị di động của mình. Để kết nối thì trước tiên các bạn phải nhấc hai tay ra khỏi đốc cho mình. Chờ chúng pair với nhau, khi đó trên thiết bị di động các bạn click vào Sabat M12 để kết nối với chiếc tai nghe của mình. Để kết nối độc lập hai tai, trước hết các bạn nhấc tai bên phải ra cho mình, khi đó trên màn hình điện thoại sẽ hiện ra Sabat M12R, đó chính là tai bên phải của các bạn. Các bạn click vào để kết nối với thiết bị này, sau đó các bạn mới lấy tai bên trái ra để kết nối với cả thiết bị còn lại. Nếu có cuộc gọi đến, các bạn chỉ cần ấn một lần trên tai bên phải để trả lời và một lần nữa là để kết thúc cuộc gọi. Trong quá trình nghe nhạc, các bạn chỉ cần bấm một lần ở tai bên phải để tạm dừng hoặc là tiếp tục, ấn hai lần là để chuyển bài và ba lần là để tăng âm lượng. Làm như vậy đối với tai bên trái, các bạn sẽ có lùi bài hát cũng như là giảm âm lượng. Ngoài ra thì để Active Siri cũng như Google Assistant, các bạn giữ tai bên phải 4 đến 5 giây cho mình nhé. Đó, như vậy là chúng ta đã active Siri. Cuối cùng thì mình sẽ hướng dẫn các bạn reset lại chiếc tai nghe. Đầu tiên các bạn nhấc hai tai ra khỏi đốc và tắt nó đi cho mình bằng cách giữ trong vòng 4 giây. Tiếp theo bạn bấm và giữ cho mình tiếp khoảng 15 giây. Đó, khi đèn xanh hiện lên chứng tỏ là tai nghe của bạn đã reset được. Sau đó các bạn để tai nghe vào đốc cho mình 5 giây, rồi sau đó nhấc ra. Khi đó các bạn chỉ cần kết nối lại như hướng dẫn ban đầu clip của mình là được. Vừa rồi là clip của mình gửi đến các bạn hướng dẫn cách kết nối cũng như sử dụng chiếc tai nghe Sabat M12. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.